Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Thế Giới Gỗ Quý. Quay những cái sản phẩm Hoàng Gia này, Minh Quốc Đào, Minh Quốc Voi rất là nhiều rồi. Thì có những câu hỏi dành cho cơ sở, đó là tại sao mà cơ sở không quay những cái bộ sản phẩm dành cho không gian nhà ống hay là nhà chung cư, đúng không ạ? Thì hôm nay cơ sở em sẽ kê một bộ sản phẩm Âu Á Quần Thư. Và bộ sản phẩm này thì là một cái phân khúc hàng cao cấp để có thể là kê ở những cái không gian nhà ống và nhà chung cư, nó rất là phù hợp. Và cái bộ sản phẩm này với kích thước và độ dày dặn như thế nào thì các bác hãy cố gắng là theo dõi đến cuối video để em sẽ có những cái thông số cũng như là sẽ có cái mức đầu tư dành cho nhà mình đối với những bộ sản phẩm này. Hiện tại cái chi tiết giá trị đắt giá nhất của bộ sản phẩm này đó chính là chiếc đoạn dài. Và ở đây đoạn dài thì đó là một cái chi tiết không thể thiếu đối với một bộ sản phẩm phòng khách. Kích thước hiện tại thì em làm chiều dài là 2m60, chiều cao từ chân lên tới đỉnh là 1m23. Và sâu phủ bì của bộ sản phẩm này thì em làm, sâu phủ bì của chi tiết này thì em làm là 77. Và bộ sản phẩm này là một bộ sản phẩm hàng chân 12 ạ. Chân 12 các bác nhớ, chất liệu thì em làm trên nền chất liệu gỗ hương đá. Nó là một chất liệu gỗ từ trước đến nay nó có độ bền rất là cao. Thực ra thì có rất là nhiều những cái chất liệu gỗ khác nhau mà các bác cũng có thể lựa chọn. Ví dụ như là gỗ hương Lào hoặc là hương ta. Nó cùng dòng hương nhưng mà cái mức đầu tư của nó thì rất là cao. Như đối với cái dòng hương đá này thì cái mức đầu tư nó rất là phù hợp, được người dân Việt Nam mình sử dụng rất là nhiều. Tuy rằng là nó là một chất liệu gỗ tràn lan nhưng mà các bác sẽ có một cái mức an toàn, mức độ an toàn khi mà lựa chọn cái dòng gỗ hương đá các bác ạ. Thì chân này thì em làm kích thước là chân 12. Chân 12 và dáng chân này đối với những cái bộ Âu Á Quần Thư ấy thì nó luôn luôn có những cái dáng nó rất là khỏe. Và nó rất là, ví dụ như cái bộ này thì em đang để trơn thì nó nhìn trông nó rất là thô đúng không ạ? Nhưng mà khi để trơn như thế này thì nó có một cái đặc điểm, có một cái lợi ích, đó là các bác có thể khoe được những cái đường vân đẹp. Và các bác có thể nhìn luôn vào cái hình ảnh là các bác đã thấy những cái bộ này thì em đang để thô thì nó cũng chưa lên vân. Sau khi mà hoàn thiện xong thì những cái đường vân này nó sẽ rất là nổi các bác nhá. Sau khi mà hoàn thiện xong thì cái đường vân này đảm bảo với các bác này nó rất là nổi. Còn nếu mà để mộc thô thì cái đường vân của nó lên nó chỉ được khoảng độ 40-50% thôi. Nó chưa lên được hết những cái đường vân của gỗ hương đá. Cù của Trương Quần Thư này thì em làm là cù liền. Đối với những cái bộ hàng đẳng cấp và đối với những cái phân khúc cao cấp thì luôn luôn được làm cù liền các bác ạ. Còn những cái hàng chợ thì nó mới làm cù nối các bác nhé. Cột này thì em làm kích thước là cột 12. Với cột 12 này thì nhìn nó rất là to và nhìn nó rất là đồ sộ. Những cái chi tiết như là phần cột móng này thì em làm là cột liền các bác ạ. Ví dụ như ghép thì em sẽ ghép ở cái phần tay để tay này. Đấy. Chi tiết này sẽ là chi tiết ghép. Và cái điểm đặc biệt nhất của bộ sản phẩm này thì em làm cái hàng khuôn tranh với độ dày là 5 phân ạ. Khuôn tranh em làm với độ dày 5 phân và ván là 2 phân rưỡi. Cực kỳ là dày dặn các bác ạ. Đấy, cổ chỉ, các bác có thể nhìn thấy cái cổ chỉ thì em đục triện chạy xung quanh. Sẽ tạo thêm điểm nhấn cho bộ sản phẩm này. Bởi vì cái bộ sản phẩm này em đang để mộc thô. À em xin lỗi, em đang để hàng trơn. Cái bộ sản phẩm này em đang để trơn từ phần vách tới, từ phần vách giữa lưng tới phần mặt, mặt tay. Tay này thì em làm tay đặc các bác nhé. Tay đặc 100%. Và mặt bàn của bộ sản phẩm này thì em đục mặt bàn là chống đồng ạ. Với kích thước mặt bàn chiều dài thì là 1m67 và chiều rộng của nó là 76 phân. Đấy, tất cả đều là hàng khuôn tranh 5. Và cái phần khuôn tranh đó là chính là cái phần rìa ngoài này. Phần rìa ngoài này chính là phần khuôn tranh. Còn tấm ván thì em làm là ở trong. Đấy, hàng này là hàng gọi là hàng long khung các bác nhé. Còn hàng mặt tràn thì nó sẽ là hàng khác. Hàng mặt tràn thì nó sẽ là cả một tấm liền. Những cái hàng Âu Á như thế này thì các bác lên làm hàng long khung, nhìn nó sẽ rất là khỏe cái bộ bàn ghế của mình. Ngoài ra thì hai chiếc ghế đơn này chiều ngang thì hiện tại em đang làm chiều ngang là 1m07, chiều cao từ chân lên tới đỉnh là 1m23 và sâu phủ bì thì là 77. Đấy, một bộ sản phẩm Âu Á Quần Thư như thế này thì mình có thể là kê ở những cái không gian phòng khách nhà ống này. Ví dụ nhà ống mà có cái phòng khách rộng rãi thì mình kê những bộ như thế này. Còn nếu mà nhà ống với diện tích nhỏ thì mình có thể thu nhỏ lại bộ sản phẩm. Ví dụ như là các bác lấy chân 10. Và chân này thì em làm là chân 12 các bác ạ. Ngoài những cái chi tiết chính thì những cái chi tiết phụ của bộ sản phẩm đó là hai chiếc đôn kẹp. Chiếc đôn kẹp đầu tiên là chiếc đôn kẹp bàn thì kích thước của nó là 76 và chiều dài là 76, chiều rộng là 45. Nó sẽ cao bằng bàn, chiều dài sẽ dài bằng bàn, rộng bằng bàn để phù hợp với phù hợp khi mà kê cạnh chiếc bàn. Sau khi mà hoàn thiện,
em sẽ tặng thêm cho các bác, đó chính là kính bàn và kính đôn. Các bác sẽ được hỗ trợ miễn phí vận chuyển 50km đầu tiên và có trả góp với lãi suất 0% trong vòng 3 tháng đầu. Cái chi tiết cuối cùng đó là chiếc đôn ngồi ở đây thì em làm kích thước là 45x45. Tổng thể cái bộ sản phẩm này thì với cái mức đầu tư không quá là cao. Đấy, nó ở thuộc hàng mức đầu tư hàng trung thôi. Thì các bác đã có thể sở hữu cả cái bộ sản phẩm bằng chất liệu gỗ hương đá. Hơn nữa nó còn là hàng dày dặn, hàng VIP, hàng gọi là phân khúc cao cấp nhất của cái mẫu áo cuốn thư này. Đối với những cái bộ sản phẩm như thế này thì mình hãy kê ở những cái không gian khoảng 25m² thì nó sẽ phù hợp hơn ạ. Những cái bộ nhỏ thì mình có thể kê ở những diện tích khoảng 15-20m² là cũng được rồi. Nhưng bộ này em làm là bộ chân 12, nó rất là to đấy ạ. Đọc kích thước thì các bác cũng đã biết được cái kích thước đoạn dài lên tới 2m6. Bác nào mà có những câu hỏi muốn đặt ra hay là có những quan tâm khác đối với những mẫu mã khác thì các bác có thể là comment ngay ở phía dưới video này. Hoặc là các bác hãy gọi điện trực tiếp qua số điện thoại của em là 0926 21 4 3. Và số điện thoại này thì em cũng có kết nối Zalo luôn. Cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video của em ngày hôm nay. Kính chúc các bác có một sức khỏe cũng như là gia đình ấm áp. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau ạ.